Bạn mình nói rằng họ không hề sợ Rockman. Cho nên mình sẽ mua những nâng cấp từ 1 đô tới 1 triệu đô để chúng ta có thể cho tô gà vào Hinox và làm cho họ sợ Rockman. La, không biết hôm nay mình sẽ chơi gì đây ta. La. Bình tổ gà, được chưa? Đâu, chuẩn bị rồi. Gà chuẩn bị đây, nguyên cái đầu xuống chỗ con dắt nha. Được rồi, 1, 2, 3, 7. La. Ủa, cái gì tiếng gì vậy? Gì vậy? Sao có cái đồng hồ gì ta? Thả tôi ra nhanh lên đây, trời cái này nặng quá. Ơi mà sao cái này mấy ông đang làm cái gì ở đây? Đây là trụ sở ông Rockman mà. Rockman thì sao, có gì đâu mà phải sợ. Đúng rồi đó, thôi bây giờ ông tự xử nhà của tôi đi đây, bye bye. Đây, bye bye. Ôi, cái gì vậy, cái gì vậy? Ôi, trời nè. Trời, cho ông cứu tôi chơi, bị kẹt. Ôi trời, Rockman kìa. Ồ, tôi làm gì với cái đồng hồ của nhà ta vậy? Không phải là tôi là do hàng bạn của tôi đó. Nhưng mà ông giúp tôi trước cái đi. Thôi được rồi, xem đó nè. Wow, trời ơi, cái đồng hồ nó bay lên lại kìa. Rồi nó nhăn nhăn lại như cũ luôn rồi, như là chưa có chuyện gì xảy ra luôn á. Được rồi, ngươi giải thích cho ta đi. Ờ thì là do mấy anh bạn của tôi trôn tôi á, cho nên nó lấy cái đồng hồ không để phá. Mà tụi nó nói này nè, là tụi nó không có sợ ông á. Ê ơi, mấy nhóc nào bố láo vậy? Được rồi, ta sẽ cho nhóc cái này nè. Ủa trời, đây là cái gì thế? Đây chính là những cái nâng cấp của Rockman đó. Nhóc có thể sử dụng nó để hù bạn của nhóc. Và đây chính là cái thanh sợ hãi của tụi nó đó. Hãy ráng làm cho nó đầy nha. Ta tin nhóc sẽ làm thành công mà. Được rồi, nhóc hãy thử đi. Ủa, được rồi, bây giờ thì mình sẽ mở cái app lên nè. Rồi sao ta coi ra không. Ủa, mình sẽ thử cái nâng cấp đầu tiên đi. Nâng cấp 10 đô la. Bấm nè. Ủa, đây rồi các bạn. Đây chính là nâng cấp Rockman 10 đô của mình đó là. Nhưng mà nhìn nó cũng có lẽ không là tệ lắm luôn á. Được rồi, bây giờ mình sẽ thấy nè, Huy và Tô Gà đang nằm ở bên đó đó. Tư giãn quá, giãn qua đi mới. Trời ơi, cho anh dắt vô đi chơi. Con sống nằm thoải mái quá à. Nè, mấy thằng này đứng tính đi. Nhưng mà tụi nó không có sợ Rockman á. Được rồi, bây giờ để làm cho cái thanh nó càng ngày càng to lên thì mình sẽ bắt đầu hù dọa tụi nó. Giờ mình sẽ sử dụng sức mạnh này thử coi nào. Bỏ gà, chúng ta nghe cái tiếng động đất gì vậy? Ủa, đúng rồi, sao mình nghe tiếng gì nó rung rung vậy? Rung chuyển chứ, bởi vì chuẩn bị nằm đó. Tụi nó hiện lên rồi. Cái gì vậy? Bị đập rồi, bị trôn luôn á ha. Trời ơi, cái này đâu ra vậy trời. Sợ quá. Ủa, tôi đã sợ kìa, và cái thanh nó cũng đang tăng dần rồi. Ôi trời đất ơi, tôi cũng mém bị đè luôn rồi nè. Chuyện gì đang xảy ra vậy Huy? Nó bơi không lẽ do Rockman hả? Trời ơi, tao gà chúng ta đổi chó hay là đi bơi đi. Cái gì đây? Hả? Lên đi, Huy ơi, nhanh lên. Trời ơi, tụi nó lên thuyền nó đi luôn rồi. Trời ơi, tụi nó đi thiệt luôn rồi kìa. Trời ơi là trời, nhưng mà mình không thể nào mình xuống biển được. Trời ơi, bị điện giật. Ok, vậy mình sẽ phải nâng cấp thôi nào. Để mình mở lên coi. Cái nâng cấp tiếp theo có dễ là được nè. Nâng cấp giá 100 đô. Bấm nè. Đây rồi, mình đã có được tàu ngầm Rockman giá 100 đô. 100 đô cho cái này cũng khá là hời á. Ok, bây giờ tìm coi tụi gà Huy nút đâu rồi nè. Vì là tàu ngầm nên mình có thể lặn dưới đây luôn á. Ghê chưa. Tụi nó đâu người ta? Ôi, mình thấy rồi. Tụi nó thằng làm gì vậy? Làm gì vậy tụi gà? Để ở chỗ này câu cá thuận lợi, chỗ này câu xíu y, câu xíu y. Trời ơi, hợp lý lắm. Trong lúc tụi nó đang ở đó, mình sẽ lặn xuống rồi đó. Bây giờ mình sẽ từ ở dưới đây, rồi mình sẽ trồi lên nè. Rồi chuẩn bị đi, ở dưới chân tàu của tụi bay luôn rồi nè. Ơi, sao cái thuyền mình nó rung lắc đi. Huy ơi, Huy ơi. Rồi chuẩn bị đi con. Hãy chào. Trời ơi, lại lên bờ rồi. Lên bờ ha, nhưng mà sao ta cũng lên bờ được nữa nè. Ôi trời ơi, tụi nó chạy luôn rồi kìa ơi. Cái thanh của tụi nó bắt đầu căng lên rồi. Hay lắm, may lắm. Ôi, có cái xe kìa tao gà, bây giờ mình lên cái xe mình chạy hỏi tên Rockman đi. Được rồi, sẵn sàng chưa, chạy nào. Ôi, cái gì vậy, tụi nó chạy mất tiêu rồi kìa. Trời ơi, cái đợt tàu ngầm này sao mà chạy nữa chứ. Mình phải chuyển sang cái dạng khác rồi. Và đó chính là hãy cha. Để rồi, bản nâng cấp, mình sẽ nâng cấp lên Rockman phiên bản 1000 đô. Thì rồi, Rockman 1000 đô của mình đây. Không biết nó có năng lực gì để giúp mình phải đuổi kịp hai tụi kia không nữa. Wow, trời ơi, con này chạy nhanh như vậy. Ôi ơi trời, có lẽ thì đúng rồi. Để Rockman nó có thể sử dụng thời gian. Bây giờ mình sẽ tới gần con này rồi, mình sẽ cho tụi nó chậm thời gian thử coi nào. Chạy nhanh lên tao gà, Rockman đang đằng sau kìa. Trời ơi, tụi bay chạy đi đâu được cả, đừng lại đó. Rồi, dân thời gian nè. Ôi giờ
đâu, tụi nó sẽ đi rất là chậm rồi. Bây giờ mình sẽ đơn giản là lần tụi nó lên là hãy cho mình đánh nâng được nguyên cái xe của tụi nó rồi nè. Trời ơi sợ quá để trời ơi. Ôi nữa kìa, cái thành của mình đang được tăng lên đều luôn, hay lắm hả? Rồi mấy ông chuẩn bị cho sẽ quăng mấy ông nè. Hãy cho nhà của ai nè? Vô đây là Rockman nè. Ví dụ mình vô đây mình trốn tạm được ông ta, tôi thấy hợp lý á. Đâu là tôi nói đâu, mình quăng nó vô đây mà. Ô, cái xe của nó nè. Nhưng mà ui, đây mình đã quăng vô cái chỗ tòa nhà của Rockman nè. Ủa bây giờ thì ấy, cái chỗ này đóng cửa rồi. Tụi nó đâu rồi trời? Trên đây nè, trên đây đi, con thì lên đây đi. Huy nút kìa. Ôi, nhà tụi nó trên đó hả? Ôi trời ơi, sao mình có thể leo lên được đây chứ? Hay đúng rồi, bây giờ mình sẽ mở cái bản nâng cấp kìa. Ờ được rồi, bây giờ thì sẽ nâng cấp bản Clockman 10.000 đô. Đây rồi, trời cái con này như con nhện, như có xúc tu đó. Con này chắc có thể giúp mình để mà leo trèo lên được rồi. Ok thử á. Ôi, được ta, mình đang leo lên nè. Yeah yeah. Từ đó nha, tôi kệ Huy nó, tôi đang lên nè. Ôi trời ơi, dắt nó đang lên kìa Huy ơi, giờ sao, giờ sao? Không sao đâu, bây giờ ta đã có thứ này nè. Lên rồi, sắp lên. Ôi, cái gì quá trời, gì vậy, gì? Chủ hoa, cái này đâu kìa vậy? À, đây chính là đồ trong văn phòng đó. Tôi phải quán gắn né nè, qua đây rồi. Ôi trời trời, ok, mình sẽ qua đây nha. Rồi ơi, trời tụi nó có thể quăng qua đây được không nè. Ôi trời, ghê ngon gì quăng qua đây. Ok, bây giờ thì mình sẽ làm cú rồi, sau đó hụt nữa nè. Hãy cha. Nó chạy đâu vậy? Nếu nhớ không nhầm á, nếu tụi nó thì xuống tụi nó sẽ gặp tới mê cung Clockman đó. Ôi, đây là dạ, hình như là mê cung hả? Mê cung á trời. Ok, vậy cố gắng chạy trong này đi. Rồi thôi, tụi nó trong đây thì mình sẽ bắt đầu dùng cái nâng cấp mới của mình luôn nè. Đâu lại để mình coi nào. Ui, đây là nâng cấp 100.000 đô nè. Rồi, dũng nào. Đấy rồi, đây là nâng cấp 100.000 đô. Trời ơi, nhìn nó ghê quá, nó có cánh nè, mà nhìn như robot nha. Nhưng mà hình như sức mạnh đặc biệt con nãy là mình có thể triệu hồi ra mấy cái con nhỏ mini của mình để mà truy tìm tụi nó. Đợi mình thử cái nào. Ready. Được rồi. Yeah, mình có mấy cái con này của mình rồi đó. Bây giờ thì đi theo ta tìm mấy cái đứa là tô gà và Huy nút thôi nào. Tụi nó ở trong. Ê, thấy tụi nó rồi kìa. Tấn công tụi nó. Rồi á, chạy nha. Tấn công đi. Trời ơi, tụi nó ở trong mê cung này. Tụi cái là mấy cái con lính của mình sẽ tìm ra tụi nó thôi à. Tới sân bay để tìm cách thoát khỏi nơi này nào. Ok, trốn thôi. Bây giờ mình hãy tới sân bay để bay ra khỏi nơi này nào. Lẹ thôi. Cái gì cơ, đến sân bay à? Nếu tụi nó tới sân bay, tụi nó sẽ không bị sợ mình nữa đâu. Ôi trời ơi, quẩy tuổi à, tụi nó nhìn lên mình được. Đi ngay. Lên nhanh lên Huy ơi, nó tới đây rồi nè. Đây chính là con vượt qua cuối cùng của chúng ta đó. Hãy chà. Được rồi, sẵn sàng chưa, bay nào. Ôi con, tụi nó bay mất tiêu rồi. Ôi, mình phải có cái nâng cấp gì đó. Được rồi, nâng cấp cuối cùng của tôi đây. 1.000.000 đô, Clockman, bấm nào. Đây rồi, đây chính là Clockman Titan nè. Được rồi, bây giờ bay theo nè. Hỏi cho ơi, bay được luôn nè. Rồi, lỡ đây, sẽ bắt được này. Trời ơi, bố vô cái cánh được kìa, Huy ơi. Lên, bao nhiêu cánh được kìa. Trời ơi, tôi không để cho mấy ông ra khỏi đây đâu, dễ dàng như vậy đâu. Đây, ơi, trời ơi, tụi nó lưỡng kìa, trời. Rồi bây giờ tôi hỏi mấy ông lại, mấy ông có sợ Clockman không? Được rồi, mấy ông sợ vậy là đã rút ra được bài học đó nha. Đừng có khinh thường Clockman đó. Mình đã nâng cấp và so sánh Clockman 1 đô và 1 triệu đô rồi. Nhưng mà mình cũng đã từng mua Speakerman 1 triệu đô luôn á. Nếu như các bạn muốn xem thì hãy vào video đang hiện ở trên màn hình đó nha. Bấm vào nó thì các bạn sẽ coi được Speakerman 1 đô versus 1 triệu đô.